Quân vẫn lộc dành cho cái thủ Hồng Anh và cầu thủ chim sẻ. Đây là Seng tới từ chim sẻ và Asidian tới từ Hồng Anh. Vâng, đến sớm nó có lợi là như vậy đấy. Thêm một kinh nghiệm cho các bạn đi đánh kèo, đó chính là cứ đến sớm vào, xong là đối thủ sẽ bảo là kèo thơm và đến sớm. Vâng, thêm một kinh nghiệm nữa. Vâng, bên kia là Pearl và Asidian. Chỉ có duy nhất hai quân đỡ được Seng và AC trong map la thì vậy đúng là quân của hai game thủ bên phía Vên Lớp và Bí Bì, đó chính là Pearl và AC. Rất nhiều quân đẹp trong hai trận thi đấu đầu tiên này, chứng tỏ là đến muộn cũng là một cái hay. Vâng, quan trọng nhất thì nói thật với các bạn, quan trọng nhất thì vẫn là hương khói thôi. Đấy, điều quan trọng nhất trong đánh ao này. Bây giờ nó không còn là trình độ nữa rồi, bây giờ là cứ phải hương khói tốt. Và chúng ta, vâng, không chết dần, rất may mắn dành cho game thủ Hồng Anh, dân một máu, đây là con dân anh hùng. Bốn voi, năm voi, một hiêu. Vâng, như vậy là thêm một hiêu nữa sát cánh rừng. Bài rất đẹp dành cho game thủ Hồng Anh. Bài mắc binh rồi. Bài này thì nếu Hồng Anh mệt thì để cho Bùi Hồng Đan và ép đời xong em vào điều đờ tiếp. Cái gì thì ép đời gì. Vâng, quay sang bài của Seng, sẽ là bài Seng đánh chém. Vâng, sẽ là bài Seng đánh chém dành cho game thủ chim sẻ để cho Hồng Anh đánh cung khi cầm Asidian. Vâng, đóng cái e xấu thế là rời. Vâng, thôi đánh chém thì đang vội, nhà đang có việc gấp, vội chuẩn bị mid e. Và chúng ta hãy cùng xem sẻ, như sẻ có quả phụ rồi à. Vâng, như vậy đây là bài mà sẻ ăn quả trước đóng s sau. Hiêu 6 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, lâu lâu mới nhìn thấy sẻ đóng nhà xấu như này. Tiếng game hơi nhỏ. Vâng, tiếng game nhỏ à. Mắc hết cỡ rồi. Vâng, mắc rồi. Chắc là thôi được, không xa đâu. Game nhỏ để cho nghe rõ tiếng bình luận mà. Vâng, tiếp tục là có voi dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Bài này thì chỉ còn một cơ hội dành cho cặp đôi bên phía của Vlup và BB. Đó chính là người cầm pơ bên phía cặp đôi bên kia là bài 6 voi. 5 hoặc 6 voi. Vâng, mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ là sẽ phải có một turn khoảng 5 hoặc 6 voi dành cho Persian và kích khoảng 9 sớm, 9 cực sớm thì mới có thể tạo được đột biến trong trận thiếu này. Hồng Anh báo về dường như là ăn chành. Vâng, như vậy là có turn đập chết dân và cũng đã có turn đen dân rất nhanh. Các anh rất hiểu ý nhau trong những trận đấu được gọi là giao hữu này. Vâng, hiểu ý nhau đến thế là cùng. Như vậy là hai AC ăn tranh với nhau. Còn Persian sẽ gặp Seng. Liệu có một tên chéo cánh tới từ sẻ hay liệu có một tên chéo cánh tới từ bi hay không? Bài Hồng Anh là tương đối khung. Bài này thì mình nghĩ rằng là Per chọc chéo sang cũng không có nhiều lợi ích. Trong khi đó thì nhà của chim sẻ đi nắng siêu gần với nhà của Vlup. Khó cho Vlup rồi. Vlup trận thứ hai cầm Asidian. Hồng Anh đã đóng một cái S để có thể ôm bom tiếp game thủ Vlup. Vâng, chúng ta hãy cùng xem bò bế kiểu gì đây. Cũng tương đối dễ thôi, không có gì là quá khó cho bài bò bế này cả. Quay sang bài của chim sẻ đã đóng lò xong và hình như đã kích đời. Vâng, một bài kích 23 dân hình như là khoảng 9-10 mấy thì phải. Nếu mình không nhầm nó rơi vào khoảng 9-12 hoặc 9-15 gì đó. Mình đã ép 69 lần cái bài Seng 23 dân rồi. Vâng, bỏ bãi vàng tương đối dị, 4 e. Sẽ là tăng dần gỗ để có thể đóng một cái nhà gì đó. Như vậy là chim sẻ quyết định là đánh thẳng cánh của mình. Vì Hồng Anh có lẽ đã dỉ, vâng, đã dỉ tai game thủ chim sẻ rằng Vlup không có cửa.
Nhà của BB có lẽ ở tận trên góc 1, vâng góc 1 giờ, 1 giờ. Nhà sẽ ở rất xa. Khi mà nhà Hồng Anh trong map la, khi mà nhà Hồng Anh đã gần nhà chim sẻ thì nhà của Vlup và nhà của game thủ BB sẽ có khoảng cách hơi xa xa một chút xíu. Tô cũng đã lên đời xong. Alo, không không, mình nhầm, chắc nó lên đời 2 thôi. Đây là nhà của Persian BB. Vâng, chưa nhảy 3. Trong đó sẻ đã nhảy 3 rồi, sẻ đang dường như muốn đóng phủ. Hình như sẻ muốn đóng phủ. Và phù này sẽ có thể kéo sang thủ hộ cho nhà Hồng Anh được. Bi dường như là một tên chọc chéo. Bi dường như là một tên chọc chéo. Đã có 3 cái ruộng ấm. Một nhà P và bây giờ đi bú hoang. Tham 25 tới từ game thủ chim sẻ. Ăn thêm một bãi quả hoang. Lộc lắm. Chưa ăn được gì tới từ nhà Bi trong khi Hồng Anh đã bị chọc chưa. Hồng Anh dường như cũng chưa bị làm sao. Anh đang khung nhà. Một bài rất đẹp tới Hồng Anh và lên đời ở phút thứ 13. Như vậy là Hồng Anh kích đời ở 10-10 á. Vâng, 2 phút 40 giây. Như vậy là 10-20 Hồng Anh kích. Cũng là cực kỳ sớm. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Chim sẻ nắng lọt vào nhà của lớp. Lớp chưa bánh xe. Khó lắm, phút 13-44 mới có bánh xe thì khác gì Seng. Chỉ có Seng mới làm được cái điều đấy thôi. Chỉ có Seng phút này mới có bánh xe thôi. Hai nhà P đang thủ. Hai nhà P đang thủ với con ngựa giò. Tới từ game thủ Hồng Anh. Vâng, đã là nhằm nhò gì đâu. Lừa lừa và chém tiếp vào dân bãi gỗ thôi. Không ăn được dân của Bi thì phải. Thôi làm tạm con giò cũng được. Vâng, hai phù làm một con ngựa giò. Còn đây là hai nhà L tới từ game thủ BB. Hai L bắt đầu. Và vẻ nhanh tới từ game thủ Vlup. Nhưng bãi gỗ này thì lấy đâu ra gỗ. Vẫn chưa có bánh, có bánh xe. Vâng, vừa đúng lúc có bánh xe. Vừa đúng lúc có bánh xe. Phù đi. Bài Hồng Anh đã kín mít rồi. BB có chéo xa thì cũng chẳng có thể làm được gì bài của Hồng Anh cả. Trong khi đó Hồng Anh đã đẩy tân cung đầu đi rồi. Vừa kịp vẩy e. Vừa kịp vẩy e. Lớp vào BB đen quá. Bài P không đột biến như tôi nghĩ để có thể chống lại được một bài Seng như vậy. Và 2-0 dành cho cặp đôi Hồng Anh và BB. Xin lỗi bài Hồng Anh và chim sẻ. BB về lớp hơi đen. Một trận kích đời cũng rất sớm tới từ Hồng Anh. 13 phút lên xong trừ đi 2 phút 40 giây. Đó chính là 10 phút 20 với một bài đánh cung R Acidian. Quá mãn nhãn. Trong khi đó thì chim sẻ là một bài kích 9 1x.